Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản số 686 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống hạn hán trong mùa khô năm 2016 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thực hiện chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống hạn hán xâm nhập mặn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại văn bản số 6257 ngày 20 tháng 10 năm 2015. Trong đó, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ, thi công dứt điểm các công trình thủy lợi, công trình nước sinh hoạt để đưa vào khai thác sử dụng, tăng nguồn cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt, chủ động bố trí ngân sách để duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình thủy lợi thuộc trách nhiệm quản lý, tăng cường tích nước, khơi thông dòng chảy, nạo vét hệ thống kinh mương, đảm bảo không để rò rỉ, thất thoát nước. Có kế hoạch vận hành cụ thể đối với từng công trình thủy lợi để nâng cao hiệu suất sử dụng nước. Giờ đây, với những vườn hoa này, ông Tiến lãi 1 tỷ đồng một hectare một năm.